Tiếp tục đến với diễn biến bộ phim Thôn Vệ Tinh Không, vị sư tỷ của La Phong nhanh chóng thua cuộc trước tên tóc trắng. Cô bước ra ngoài với vẻ mặt buồn bã. La Phong thì cảm thấy áp lực, anh cần phải gia tăng thực lực nhiều hơn nữa, rút ngắn khoảng cách với tên kia. Sang lão sư cho biết, lực nắm đấm của tên kia chỉ ít đã đạt tới chiến thần sơ cấp, sức mạnh tuyệt đối áp chế La Phong. Tinh thần niệm lực của anh chỉ có thể dùng để giết quái thú, còn thiếu kinh nghiệm khi chiến đấu với người. Một khi bị áp sát thì nguy hiểm. Chỉ khi đạt tới trọng thứ 4 của cửu trọng lôi đào thì mới có thể bù đắp về chênh lệch sức mạnh. Nếu như đột phá thì sức mạnh khi phát lực sẽ từ 28 tấn lên 35 tấn. Đây đúng là phương pháp tốt nhất để bù đắp sức mạnh. Trong một tháng thời gian, La Phong vừa chiến đấu với các học viên khác, vừa tìm cách đột phá. Tên tóc trắng cũng không ngừng nghỉ chiến đấu, hai người cứ như vậy giành được chiến thắng. Khoảng cách ngày càng tiến gần nhau hơn và loại bỏ được hết đối thủ và tiến vào trận chung kết. Đứng trên góc độ của võ quán cực hạn, Dương Tuần sát sứ rất mong La Phong giành được chiến thắng. Vậy nhưng đối thủ của anh lại chiếm ưu thế trên mọi phương diện. Vương giáo quan thì cho rằng hai người họ đều là thiên tài, không thể dùng số liệu bình thường để dự đoán được. Ông vẫn có niềm tin La Phong sẽ chiến thắng. Sắp đến ngày thi đấu rồi mà cửu trọng lôi đào vẫn chưa có dấu hiệu đột phá, La Phong đành phải gấp rút bế quan tu luyện. Anh nhận ra mỗi chút để đột phá lập tâm phải lặng như nước. Vậy nên, đành lợi dụng thời điểm sinh tử trong trận chiến ngày mai để đột phá. Hai vợ chồng Lý Diệu muốn đụng tay đụng chân vào trận chiến tỉ thí. Đội hacker của bọn họ có thể xâm nhập vào hệ thống trong thời gian ngắn. Chỉ cần nâng cao chỉ số cảm nhận đau đớn thì có thể quấy nhiễu hệ thần kinh của La Phong. Tuy nhiên, tên tóc trắng lại rất tự tin vào chính mình. Hắn muốn tự tay đánh bại La Phong. Lần thi đấu này là cơ hội để hắn chứng minh thực lực của mình với gia tộc, nên tuyệt đối không cho phép ai phá hỏng, kể cả hai vợ chồng Lý Diệu. Nếu bọn họ đã ủng hộ thì nên tin tưởng tuyệt đối vào bản thân hắn mới đúng. Qua ngày hôm sau, trận chiến của hai người đứng đầu bảng xếp hạng cũng bắt đầu. Tất cả mọi người đều cho rằng tên tóc trắng sẽ giành được chiến thắng. Hai vợ chồng Lý Diệu vẫn không từ bỏ, bọn họ đã ra lệnh cho đội hacker xâm nhập vào y phục của La Phong. Sân thi đấu là một khu thành phố bỏ hoang. Ngay khi tiếng thông báo bắt đầu của hệ thống vang lên, hai người lập tức lao vào nhau chiến đấu kịch liệt. Vũ khí của cả hai đều là kiếm, vậy nhưng La Phong còn sử dụng thêm một tấm khiên chắn. Tuy nhiên, đứng trước đối thủ quá mạnh mẽ, La Phong liên tục bị chèn ép, còn bộ dạng đối thủ thì vẫn ung dung. La Phong gần như bị áp đảo tuyệt đối. Đúng lúc đang giằng co thì hacker đã làm chập mạch nguồn điện trong thoáng chốc, khiến La Phong bị khựng lại, không kịp trở tay và bị chặt đứt một cánh tay, thân thể rơi xuống đất. Tên kia cũng nhận ra sự bất thường nên đoán được hai vợ chồng Lý Diệu đang nhúng tay vào. Thời gian xâm nhập chỉ có 30 giây, đối với bọn họ thì đây chính là cơ hội tốt để động thủ giành lấy chiến thắng. Triệu Nhược và Sử Giang đều cảm thấy hết hy vọng rồi. Vậy nhưng, tên tóc trắng lại có một hành động quân tử đúng nghĩa, chủ động vứt kiếm xuống đất và đứng chờ đợi. Chờ cho thời gian tác động hết hiệu lực, La Phong liền đứng dậy. Hắn ta thu tay lại để đấu một trận công bằng, La Phong chủ động lao lên. Còn kết hợp sử dụng tinh thần niệm lực để tấn công, kết quả vẫn là bị chèn ép. Vậy nhưng càng tạo ra áp lực thì La Phong càng cảm nhận được mọi thứ xung quanh rõ rệt. Hiển nhiên là cửu trọng lôi đào chuẩn bị đột phá lên tầng thứ 4. Anh lập tức tụ khí vào đan điền, điều động sức mạnh toàn thân vào bàn tay rồi chém ra một chiêu cực mạnh, trực tiếp tiêu diệt tên kia giành lấy chiến thắng. Điều này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Những người ủng hộ La Phong thì vô cùng vui vẻ, còn những người vào phe tên tóc trắng thì im lặng không nói được lời nào. Phấn nộ nhất là hai vợ chồng Lý Diệu. Dù nhận lấy thất bại, vậy nhưng hắn ta cũng đã khiến cho La Phong phải nể phục. Trận chiến vừa rồi khiến tên tuổi La Phong đã nổi càng thêm nổi. Các thế lực đều đang bàn tán sâu sau, ngay cả ông nội của Tử Hần cũng cần nhắc lại việc thông gia với gia tộc Polena. Đúng là trở mặt còn nhanh hơn người yêu cũ lật mặt. Điều này khiến cho Tử Hần vô cùng vui mừng. Nhận lấy phần thưởng, La Phong liền kiểm tra một phen. Phần thưởng bổ sung là hai thanh phi đao cấp SS. Không ngờ shipper giao hàng lại là Giang Lão Sư và Dương Lão Sư. Thì ra là vật có giá trị cao đều phải có người từ tổng bộ áp giải. Bởi vì phần thưởng lần này rất lớn nên càng phải cẩn thận. Lòng huyết tới tay, La Phong liền trực tiếp sử dụng. Chỉ nhỏ một giọt lên cơ thể thôi mà đã cảm nhận được độ nóng của nó. Toàn thân giống như bị đốt cho tan chảy. Tuy quá trình lột xác vô cùng vất vả, vậy nhưng hiệu quả lại vượt trên sự mong đợi. Tất cả tế bào xác cùng tạp chất đều được loại bỏ ra ngoài cơ thể. Anh nôn nóng tiến vào phòng kiểm tra sức mạnh. Sức đấm trước đó hơn 25 tấn một chút, bây giờ đã tăng lên gấp 2,5 lần, đạt tới hơn 63 tấn. Tố chất thân thể đã đạt tới đẳng cấp chiến thần rồi. Giờ chỉ cần săn giết thêm hai đầu quái thú cấp lĩnh chủ để hoàn thành chứng nhận thực lực nữa mà thôi. Đến lúc đó, sẽ chính thức bước vào hàng ngũ cường giả cấp chiến thần. Về phần tinh thần niệm lực thì mạnh hơn một chút, sức mạnh phi đao đã có thể so với chiến thần trung cấp.
đạt tới gần 220 tấn. Sử dụng tấn công bất ngờ và bẻ hướng quỹ đạo bay thì cho dù là chiến thần cao cấp cũng khó có thể chống lại. Thực lực tổng thể của anh bây giờ đã vượt xa tất cả học viên trong trại huấn luyện rồi. Hay vậy, trong Lý Diệu nghe tin liền không thể ngồi yên được nữa. Trại huấn luyện sắp tổ chức cho học viên đến châu Úc. Lần này Lý Diệu muốn đích thân xuất trận tiêu diệt La Phong. Suinina thì ở nhà chăm sóc cho người nhà của anh. Trước lần đi sinh tử mạo hiểm này, quán Chu Hồng sẽ đích thân tới trại huấn luyện. Nghe tin tất cả mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ, muốn gặp mặt ngay lập tức. La Phong cũng tò mò, sự rằng từng được gặp mặt nên cho biết vị quán chủ giống như là thần linh vậy. Hắn đã từng gặp những người mạnh hơn chiến thần, và nhưng so với Hồng thì giống như ánh sao so với mặt trời vậy. Về phần chuyến đi, bọn họ sẽ đến một cái rừng rậm Amazon, nơi đó là một trong ba hiểm địa lớn, là nơi tụ tập của quái thú, chiến binh lợi hại. Hơn nữa ở đó một tháng mà không chết thì cũng phải mất lớp ra. Cuối cùng, ngày được các học viên chờ đợi cũng tới, các học viên xếp hàng ngày ngắn chờ đợi. Một chiếc phi thuyền xuất hiện trong chớp mắt, dừng lại giữa không trung. Hai người đứng trên phi thuyền là Chu Hỷ tuần sát sứ và Vladimir tuần sát sứ. Quán Chu Hồng chậm rãi bước ra khỏi phi thuyền. Không trung đối với ông như là một cái bậc thang vô hình. Ông ta có thể tùy ý bước đi giữa không khí. Mỗi một bước đi đều tạo ra gợn sóng, cảnh vật đang chuyển động xung quanh bị ngừng lại. La Phong chỉ nhìn vào ánh mắt quán chủ một cái thôi mà đã cảm nhận được rõ sự nhỏ bé của mình. E rằng chỉ cần một ánh mắt của Hồng thôi cũng đủ để đưa anh về chờ ông bà rồi. Hồng ăn mặc khá giản dị, ông tán thưởng các học viên năm nay không tệ, đồng thời cũng khen ngợi La Phong. Chỉ nhìn một cái thôi mà đã phát hiện ra tinh thần niệm lực trong người La Phong và muốn gặp mặt riêng La Phong để nói chuyện riêng. Mỗi một hành động của Hồng đều vô cùng đơn giản. Khẽ gặp một chén trà lướt trên mặt bàn, La Phong giơ tay nhận lấy và suýt bị uy lực đánh cho bật ngửa. Mục đích mà Hồng gọi anh đến đây là để nhắc nhở về kẻ thù của anh. Hóa ra ông ta đã biết có kẻ xâm nhập vào thiết bị phòng điều khiển. La Phong đem chuyện giết chết Lý Uy nói ra. Cái chết của tên kia khiến anh đắc tội với vợ chồng Lý Diệu. Quán chủ cho biết mình không tiện tay nhúng vào. La Phong vẫn tự tin nắm chắc phần chiến thắng. Hồng nghe vậy liền nhắc nhở Lý Diệu kia từng thông qua thí luyện di tích văn minh cổ đại số 9 lấy được một bộ trang phục khắc thần. Di tích văn minh cổ đại này vô cùng nguy hiểm, chỉ có chiến thần mới có tư cách tiến vào, xác suất mất mạng trong đó hơn 70%. Lý Diệu có thể thông qua, nói rằng thực lực của lão ta rất mạnh. Mà trang phục khắc thần lại có thể tùy tâm tùy ý, hình thành phòng hộ, thậm chí bao trùm toàn thân 100%, vì đao của anh căn bản không thể xuyên qua được. Rất nhanh, ngày khởi hành cũng đến, châu Úc bây giờ là nơi tập trung quái thú nhiều nhất trên thế giới. Ở sâu trong đó còn có quái thú cấp vương, tương đương với cảnh giới cao hơn chiến thần. Bọn họ gần đến nơi thì đã bị một bầy quái thú bao vây. Dương đặc phái viên ra lệnh sử dụng pháo laser. Pháo laser có uy lực cực kỳ mạnh, chỉ cần lướt qua một cái liền giết chết toàn bộ bầy quái thú trước mặt. Được biết, pháo laser hay còn được gọi là tử quang là vũ khí cuối cùng của nhân loại để chống lại quái thú. Cho dù là cường giả cấp chiến thần cũng không chịu nổi một cách uy lực như bàn nãy. Hai vợ chồng Lý Diệu cũng đã chuẩn bị một bộ pháo laser để đối phó với La Phong. Ngoài ra còn có ba cường giả chiến thần khác cũng được gọi đến tham gia vào chiến dịch tiêu diệt nam chính. Đến nơi, mỗi người đều được phát một chiếc đồng hồ đeo tay để lưu lại tọa độ vị trí. Nhiệm vụ của các học viên là sinh tồn trong châu Úc 28 ngày. Phân phó và nhắc nhở xong, ông ta liền rời đi. Sự rằng ngỏ ý muốn hợp thành một đội với La Phong, nơi này vô cùng nguy hiểm, muốn nghỉ dưỡng cũng khó. Một khi ngủ thiếp đi, nói không chừng đang trong mơ thì đã bị quái thú ăn mất rồi. Ngoài quái thú thì anh còn phải đối mặt với Lý Diệu. Sợ Sử Sang sẽ bị liên lụy đến nên anh đã từ chối. Mọi hành động của La Phong đều đã bị gián điệp của Lý Diệu trong trại tinh anh để mắt tới. La Phong nhanh chóng bắt tay vào việc săn giết quái thú, vừa tranh thủ rèn luyện, vừa thu thập vật tư để bán lấy tiền. Sau khi tiêu diệt hết quái thú bình thường, liền chuyển mục tiêu lên người tên thủ lĩnh là Kim Cương Viên, thực lực lĩnh chủ cao cấp. Xung quanh nó còn có ba tên đàn em khác. La Phong bất ngờ lao lên tiêu diệt từng tên một, sau đó sử dụng phi đao công kích tên đầu đàn. Phi đao bay tới với tốc độ cực kỳ nhanh, dễ dàng chém vào cổ quái thú khiến nó choáng váng. Thời cơ đã tới, kế tiếp là đánh ra một kích tiêu diệt nó mà thôi. Đối với chiến binh khác, muốn tiêu diệt Kim Cương Viên là rất khó, và nhường La Phong lại khác. Năm đó anh vẫn chỉ là một học sinh bình thường, nhìn thấy cường giả chiến thần liền hâm mộ vô cùng. Ấy vậy mà chỉ vài năm sau, anh đã là cường giả chiến thần thực sự, còn đánh giết quái thú tương đương với chiến thần cao cấp. Sử Giang đem chuyện Vương Đào xin số đồng hồ truyền tin nói với La Phong. Nghe xong anh liền nhận ra bọn chúng muốn thông qua số liên lạc để dò xét vị trí. Vậy nhưng mà anh đã có chuẩn bị sẵn, đồng hồ mà anh đang đeo là phần thưởng của võ quán cực hạn tặng cho.
chiếc đồng hồ cũ vẫn để ở trong phòng. Bây giờ đã biết được tin tức rồi nên anh cũng có quyền chủ động. Đám người Lý Diệu vẫn chưa biết mình bị lừa. Sợ phi cơ quá lộ liễu, vậy nên lão ta yêu cầu hạ cánh ở một nơi khá xa rồi bố trí sau. Đáng tiếc là La Phong đã đoán được điều này nên nấp sẵn ở phía trước để theo dõi. Kẻ đi săn bây giờ lại chính thức trở thành con mồi. Khoảng cách giữa hai bên là 3 dặm, La Phong chậm rãi lao về phía bọn chúng để tiếp cận. Dự tính là một trận ác chiến sắp xảy ra. Và chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào, các bạn hãy đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!